Xu hướng anh em kinh doanh hiện tại là luôn đi tìm những sản phẩm mới, nhưng do đó mà mình lại bỏ qua những sản phẩm đang có niên đại trên thị trường 3 4 năm. Vậy thì hôm nay shop của anh xin phép được giới thiệu cho anh em một mẫu khoan bê tông bi đã ra mắt thị trường được 3 4 năm rồi. Và sản phẩm này được anh em thợ đánh giá rất là tốt, rất là cao. Đó là máy khoan bê tông Hukan Z3. Máy Hukan Z3 này có chiều dài ngắn, nhỏ. Chiều dài chỉ 26 cm và chiều cao 21 cm, rất là khiêm tốn nha. Đặc biệt cân nặng thân máy chỉ có 1,5 kg, rất thích hợp cho anh em làm thợ điều hòa, nhôm kính hay phải thi công trên tường gạch, bê tông. Máy thì sẽ có 3 chức năng. Chức năng thứ nhất là khoan, chức năng thứ hai là khoan đục và tiếp theo là chế độ đục. Tốc độ thì lên đến là 1.800 vòng trên phút, lực đập là 3.2 joule. Máy sử dụng chân pin M21, nên các bạn nào mà có pin Makita, có pin Tectone, có pin Hukan rồi đều có thể mua thân máy sử dụng nha. Đặc biệt đang trong chương trình khuyến mại Hukan Z3 Pro này, khi mà anh em mình mua thân máy sẽ được tặng một hộp đựng 2 mũi đục và 3 mũi khoan. Bonus thêm cho anh em nào mà chưa có pin sạc thì các bác có thể là đặt thêm một quả pin đóng 15 cell 6A pin Samsung bên shop nha. Khi anh em mình mua một thân máy cộng một pin đóng, bên shop sẽ tặng cho các bác một sạc 3A. Rất là kinh tế nha. Cảm ơn anh em đã xem video. Chúc các bác nhiều sức khỏe.